Những ngày qua, nhiều ngư dân ở cảng cá Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định phản ánh đến phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng việc họ bị các cửa hàng xăng dầu, tàu bán dầu cửa biển chèn ép, bán giá dầu cao hơn với giá nhà nước niêm yết. Nhiều chủ tàu dù chấp nhận mua dầu với giá cao từ 1.000 đến 1.500 đồng một lít nhưng vẫn không tìm được nguồn dầu để ra khơi. Ngư dân Phạm Văn Sinh ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn phản ánh các chủ cửa hàng dầu đưa ra đủ lý do như dầu bị hụt không đủ nguồn cung nên giá cao hơn so với giá nhà nước niêm yết. Vì vậy, các chủ tàu cá phải chấp nhận mua dầu gần 25.000 đồng một lít, cao hơn so với giá niêm yết khoảng 600 đồng. Dầu đó mình đi biển đó, nhưng mà người ta lại nói là không có dầu. Nếu mà chịu cái vé mà là 500 đến 600 đồng một lít thì có mới có dầu đi, còn mà không có mà chịu 500 đồng một lít thì người ta không bơm dầu cho mình đi hoạt động được. Nên bắt buộc với cái chủ tàu phải chịu. Quay lại mình bơm là gần 3.000 lít đó, nhưng mà vé chịu thiệt là mình mất là chịu 500-600 đồng một lít, là mình mất 1.800.000, là mình thêm lại 1.800.000 thêm nữa là mình cái lượng dầu mình mới xuống đi được. Còn nếu mà mình không chịu thiệt vô 1.800.000 cho cái bình cái bơm dầu xuống đó, là người ta không có bơm dầu vì người ta cho nằm bờ. Theo phản ánh từ các chủ tàu, từ ngày 30 tháng 8, giá dầu được bán tại cảng cá Quy Nhơn tăng cao hơn so với giá niêm yết 600 đồng một lít. Đến ngày 31 tháng 8, giá dầu cao hơn 1.500 đồng một lít. Nhưng với giá này, nhiều tàu cũng không thể mua để ra khơi, khiến chuyến đi biển bị trễ. Ngoài ra, theo các ngư dân, không chỉ bị ép giá, một số đơn vị cung cấp dầu bày chiêu trò để cắt xén dầu của ngư dân. Không bơm trực tiếp vào tàu, mà bơm qua từng can nhựa, rồi ngư dân phải tự mang đến đổ vào tàu. Ngư dân bị chèn ép đủ kiểu, từ giá cả đến cách đổ dầu, và người dân thì không có lựa chọn khác, hoặc đổ dầu ra khơi, hoặc nằm bờ. Mong muốn theo cấp trên là giải quyết cho cái những doanh nghiệp để ra dầu cho bà con để đi làm rồi hoạt động rồi, còn giữ biển đảo còn bám rồi đó. Chứ còn vô mà thì còn nói là không có dầu, không dầu nữa, họ ém lại hết. Mình đã chịu lỗ rồi, cái vé dầu đã rồi mình đã vẫn chịu lỗ, trong khi là dầu chưa lên mà vẫn chấp nhận chịu lỗ bơm mà không có bơm, nó không chịu bơm. Làm cho bà con coi như là trễ nãy, coi như cái tiền biên rẻ trong lúc là thời vụ đang tới mà đè dày lại bà con rất là bức xúc, không trực tiếp mà không bơm trực tiếp vô thấy đẹp không? Mình thấy khổ, mình làm nó khổ mệt mỏi rồi, mà mong xe nó tập ống vô nó bơm cho mình biển, nó bơm ba canh rồi mình xách từng canh mình bơm lại đi, biết đau khổ không phải không? Mà trong khi đó một canh là làm đủ 30 lít, đó, nhưng mà mình vẫn chấp nhận số lỗ đó. Ngàn thì người ta cũng không bơm, bây giờ qua tới 1.500 người ta cũng không bơm luôn, người ta nói không có dầu. Thì bây giờ cứ vô đây rồi để đi ra nữa, đánh bắt bây giờ không có dầu ra thì phải chờ cầm đây chừng nào có dầu mình mới đi lại chứ giờ sao. Ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc Sở Công Thương Bình Định cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn công tác phối hợp với đoàn giám sát của Cục Quản lý Thị trường Bình Định để triển khai giám sát toàn diện tình hình giá cả, biến động xăng dầu trên địa bàn. Về nội dung các ngư dân phản ánh, ông Ngô Văn Tổng đề nghị phóng viên liên hệ đến Cục Quản lý Thị trường tỉnh để tìm hiểu rõ, vì trách nhiệm chính thuộc về đơn vị này. Khi nghe phản ánh của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Trần Đức Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Bình Định cho biết, trong sáng ngày 1 tháng 9, đơn vị sẽ thành lập đoàn để trực tiếp kiểm tra và nắm bắt tình hình buôn bán xăng dầu tại cảng cá Quy Nhơn. Nếu phát hiện ra vi phạm, đơn vị cương quyết xử lý nghiêm, không để xảy ra bất cập như ngư dân phản ánh. Hiện giá dầu vẫn giữ nguyên, chưa có thông báo tăng hay giảm. Tuy nhiên, có tình trạng ngư dân phải mua giá dầu tại cảng cá Quy Nhơn cao hơn giá niêm yết cả nước từ 600 đồng một lít đến 1.500 đồng một lít như phản ánh, là người bán sai hoàn toàn. Không chấp nhận việc tự ý nâng giá dầu hoặc cố tình găm hàng chờ giá, chúng tôi sẽ có đoàn kiểm tra tìm hiểu cụ thể để có hình thức can thiệp xử lý nghiêm nếu phát hiện, ông Trần Đức Tiến cho hay. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, đoàn giám sát của đơn vị này đồng loạt ra quân để kiểm tra theo dõi và giám sát tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.